Tóc em sơ yếu với cả dụng DHT, em dùng kết hợp tinh dầu bưởi và Mino được không anh? Tinh dầu bưởi đây, tinh dầu bưởi là cái chai này, là cái chai thứ tư, thứ năm anh đã dùng rồi đây. Đấy, từ trước đây anh dùng. Nói chung là dùng khá là nhiều rồi ấy, cũng vứt đi nhiều rồi. Đấy, nhưng mà đến cuối cùng đây là cái chai cuối cùng mà khi anh dừng lại và anh không dùng nó nữa. Và lúc đó là anh lại tìm hiểu và tìm ra thấy là có cái Minoxidil này để giúp hỗ trợ mọc tóc. Thì tinh dầu bưởi tốt nhất đừng bỏ tiền để mua, phí tiền nhá. Bởi vì là anh nghiên cứu trên cái trang từ điển y khoa quốc tế ấy, thì tinh dầu bưởi nó không có tác dụng liên quan đến mọc tóc. Nó chỉ có tác dụng là giúp mình thư giãn thôi, sảng khoái thôi, kiểu cái mùi bưởi đó nó cũng nhẹ dịu ấy, thế thế thôi. Chứ còn để mà cái giúp hỗ trợ mọc tóc, cái thành phần nó là Minoxidil, Minoxidil thôi, được chưa? Nên là mà em đã biết được là em dùng làm thế nào, em biết được em dùng DHT. Nếu như mà em gặp phải tình trạng ở trong cái ảnh này, đó em dùng ở cấp, em ở cấp độ mấy, từ cấp độ 1 đến cấp độ 4 hay là từ cấp độ 4 đến cấp độ 7, đó nó sẽ có những cái cấp độ của nó. Và nếu như mà em nghĩ là mình, em biết được là mình dùng do DHT ấy, theo như cái bảng này ấy, chẳng thế thì em có thể dùng những cái để ức chế DHT cùng với nữa. Đấy, ví dụ như là DHT blocker này, được chưa? Đấy, những cái này là anh đã nói rất là nhiều rồi. Đấy, về bút he này, cái này 18 thành phần này, bao gồm có cả những cái loại cây, cây cọ đùn này, ức chế DHT này bằng thực vật này. Rồi thì cái DHT blocker Hair Pro này thì là có chứa, vẫn là chứa cọ đùn nhưng mà nó chứa 25mg kẽm này. Đấy, cùng với cả đó là các cái thành phần để chống oxy hóa này, rồi thì thành phần hà thủ ô này, cao hà thủ ô để giúp bổ máu này. Đấy, còn cái này thì không có cao hà thủ ô, cái này thì lại có 15mg kẽm, cũng như là các loại vitamin nhóm B, vitamin D3, vitamin E và vitamin A đó, để hỗ trợ cái quá trình mà mọc tóc và ức chế DHT kết hợp cùng Minoxidil nhá. Đấy thì còn tinh dầu bưởi vứt đi, bỏ nhá, đừng bao giờ bỏ tiền để mua một tinh dầu bưởi mọc tóc vì nó sẽ chỉ phí tiền thôi, cho cái này là cái đã được nghiên cứu rồi. Đấy, nên là bản thân anh là người có trải nghiệm với cả hai loại rồi. Đấy, nên là anh chỉ muốn nói với em là gì, là dùng Minoxidil nhá, chỉ dùng một loại thôi và dùng thêm DHT blocker nữa, được chưa? Nếu mà có điều kiện thêm thì nhớ là làm sạch sâu. Đấy, sạch sâu với dầu gội và tẩy tế bào chết da đầu, cùng với cả bổ sung thêm omega 3 D3K2 và astaxanthin để chống oxy hóa, cũng như là để giúp cho các phục hồi các cái tế bào của mình nhanh hơn, cũng như là gì, tăng cường khả năng lưu thông tuần hoàn máu tới năng tóc tốt hơn, được chưa? Giúp tóc chắc khỏe hơn. Đấy, thì nói chung là những cái này là những cái em nên nghiên cứu, được chưa? Còn nếu mà có thêm câu hỏi gì thì cứ comment nhá, anh sẽ cố gắng để có thể chia sẻ lại với em những gì mà anh đã trải qua, những bài học của anh và những gì anh đã tìm hiểu, thì anh sẽ cố gắng để chia sẻ hết với em, với cả mọi người. Ok, và nếu như mọi người có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến dụng tóc hói đầu hay làm đẹp thì cứ comment nhé, mình sẽ cố gắng để có thể chia sẻ hết với tất cả mọi người bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm, bằng những kiến thức mà mình đã có trong suốt quá trình mà mình xử lý vấn đề dụng tóc hói đầu cho chính bản thân mình. Và mình là Nam, mình thích làm đẹp.